luôn nè. Bố mẹ đừng cười như giờ. Nào tô đi, con tô đi. Con tô màu nhạt đấy. Tại vì cái này nó chỉ tô nhạt được cái này. Chân con tô màu hồng chẳng nhìn thấy gì cả. Con tô màu lâu đi. Màu kem đấy. Màu kem nó nhạt quá. Để tạm được không? Để tạm được không? Tạm màu. Để tạm màu này được không? Nhưng mà nó nhạt quá. Màu nâu à? Màu nâu thì đây. Không phải, màu ghi đi. Màu ghi à? Màu ghi đây. Con có màu ghi giống cái tai đấy, con đang tô tai ở đây đúng không? Đâu? Đúng rồi, đúng không? Cả lớp cô giáo có dạy con tô màu không? Tô màu rất nhạt, màu con tự phối à? Vâng. Ở đây nó không có quần, có quần con tô nhạt đấy, con tô màu xanh giống như ngã trên nhỉ? Con tô màu xanh giống như ngã ở trên nhưng mà con ghi nhạt. Đẹp hôm nào bố sẽ đóng cái khung xong treo cho con mình nhé. Treo lên đó. Từ trên xuống rơi, từ rơi lên trên, được quên không lão mà còn lấy ra. Đây con tô màu gì? Đỏ. Màu đỏ tô chỗ này. Đây. Chân màu lâu. Chân màu ghi. Tay màu đỏ. Nó mặc áo 7 màu. Hả? Giờ con tô màu gì thì tô. Màu đỏ không đẹp đâu. Con tô màu đỏ nó sẽ trùng với cái màu áo ấy. Con tô màu khác đi. Màu hồng đi. Rất là buồn cười nhá. Một chân thì hiếu tô màu kem, một chân thì một tô màu bạc, màu ghi à? Vâng, màu bạc hoặc vẫn màu ghi. Cái gì đấy? Đắm hay gì đấy? Con chip ở đây đắm à? Con sẽ tô cái gì? Con sẽ tô màu này.
Ừ, nó phía nhỉ. Nhưng mà có ai phải quay.
chín. Dạ, quay quay cùng con. Con là dù bạn Tiến quay nhé. Ok. Đúng là dù bạn Tiến đi quay video cùng con nhé. Hai anh em like nhau đi quay video nhé. Quay ở đâu? Quay ở ngoài sân kho đi. Kho à? Hay là hai thằng đèo nhau đi học. Tiến à! Được không? Quay này chán á. Chán gì mà chán. Quay này chán, quay khác. Thế hai thằng đèo nhau đi chơi đi. Chỉ lười đi học rồi. Hai thằng bảo hai thằng đèo nhau đi học chán. Hai thằng đèo nhau đi chơi. Dạ con lên ô tô của dạ con đi. Thế là được. Hai thằng bỏ dạ vờ lúc đấy đang học ở cấp 3 cấp đang học ở lớp 1 cấp lớp 2 cấp lớp 3 gì đấy mà lên xe bỏ học trốn học. Trốn học à? Trốn học buổi trưa ra bóng ra sân vận động đá. Được, tôi nói đi, hôm nào sẽ đi, hai anh em sẽ đưa nhau đi quay cửa đấy nhé. Ok. Anh em hôm nay một quả bóng đi ra sân vận động đá. Nhưng mà lúc đấy bố phải đá mà. Không, mình ra sân kho, bố không đá bóng ra sân kho, đá ở sân cỏ nhà ta. Nhưng mà tiếng. Tiến gọi là Tiến gì? Tiến tiền tỷ. Không. Tiến Minh tiền lẻ. Con ngộ. Minh tiền. Minh tiền lẻ mà. Tiến Minh. Tiến tiền lẻ. Minh tiền lẻ đấy. Thế nhiều là gì? Phương huy hiểu. Phương huy hiểu. Tiền tiền lẻ. Con là anh của nó hiểu chưa? Con thích xem video của anh nhé. Con nên làm anh em không. Xong chưa? Kỹ vào đi.